Câu hỏi tiếp theo của bạn đấy là xác định đối tượng khách hàng mục tiêu rõ ràng. Thực ra chúng ta bán buôn, bán lẻ hay là sản xuất thì chúng ta đều phải xác định đối tượng khách hàng mục tiêu một cách rõ ràng. Ví dụ như nếu như bán lẻ thì nó sẽ là khách hàng của mình bao tuổi, ở đâu, sản phẩm của mình xác định cho ai, nam hay nữ, họ mặc đồ váy áo công sở hay là họ mặc đồ basic năng động. Thì bây giờ đối tượng sản xuất của Tùng cũng y như thế. Bạn Tùng là làm về sản xuất nên bạn đang quan tâm về khách hàng xuất khẩu, thì đối tượng khách hàng của em cũng y như vậy. Tức là thời kỳ đầu tiên em nên là khoanh lại khách hàng cụ thể. Ví dụ như là đối tượng khách hàng của em lúc ban đầu em chưa thể kê được hàng quá kỹ, em không chắc chắn, thì em sẽ không tập trung vào đối tượng khách hàng Nhật, mà tập trung vào đối tượng khách hàng dễ hơn nhưng nhiều đơn hàng hơn, ví dụ như là Mỹ đó, hoặc là Ấn Độ. Nhưng Ấn Độ thì cái nó hơi thấp. Thì sau đó khi mà chúng ta xác định đối tượng phân khúc xong, chứ không đánh, chúng ta không đánh, ví dụ có thang điểm từ 1 đến 10 nhé, mình làm sao đánh được từ 1 đến 10? Không ai đánh được, trừ là sau này doanh nghiệp phải rất là lớn. Thực ra bản thân doanh nghiệp của chị hiện tại là doanh nghiệp LOB thì đánh thị trường trong nước là chính. Xuất khẩu bây giờ hiện tại được khoảng độ 20%. Và nếu xét về tương lai thì chị vẫn đi hướng cổ phần. Nên kể cả các bạn sau này làm thì biết đâu thì cũng có thể gọi sau này cái cổ phần cùng chị làm. Nhưng mà cái quan trọng nhất bây giờ thì thời điểm đầu tiên bảo các bạn khởi nghiệp ấy, thì bạn phải có cái nghề của mình đã, mình phải hiểu đã. Sau này cộng tác cùng ai thì nó không quan trọng. Nên là cái việc đầu tiên là mình cần phải biết rõ là khách hàng của mình là họ đang mong muốn những sản phẩm gì. Thì đầu tiên em chưa có kinh nghiệm thì chị nghĩ là em nên tập trung vào một sản phẩm thôi. Thì sản phẩm đầu tiên mình nên tập trung thì có thể là tập trung vào polo t-shirt trước. Và đối tượng phân khúc của mình thì đi vào cái dòng chất lượng ở mức độ trung bình khá và khá. Bởi vì nếu mà đi vào đối tượng rẻ, có hai nguyên lý là mình để mà mình kiếm được tiền đấy, là nếu số lượng nhiều, giá rẻ thì số lượng phải cực lớn. Hai là số lượng không nhiều thì giá lại phải cao. Có đúng không? Đúng. Còn nếu không thì có tiền không? Không, không thể có tiền được. Và tất nhiên học như thế này thì các bạn về phải thực hành nhé. Không thực hành thì cũng không thể có tiền được. Cái đấy là cái chắc chắn, không ảo tưởng được cái chuyện đó. Học hay thì hay thì thôi, chứ để có tiền đó là câu chuyện khác. Thì đúng rồi, phải mặc sức mà làm, phải làm nhiều mới vỡ ra được. Thì cái mà chị đang muốn nhấn mạnh ở đây ấy là làm sao mà em sẽ tập trung lại đối tượng khách hàng về polo t-shirt trước, đối tượng phân khúc ở mức độ trung bình khá. Thì mình sẽ khai thác như cái câu hỏi trước là chị đã hướng dẫn em cái cách khai thác rồi. Phải là ví dụ như là giá target của bạn là bao nhiêu, doanh số của bạn hiện tại như thế nào, bạn là người tiêu thụ hàng trực tiếp hay là bạn lại làm LOB cho có khách hàng khác. Nếu bạn cho khách hàng khác thì khách hàng đó của bạn là đã từng làm việc với bạn chưa, đã làm nhiều đơn hàng với bạn chưa, bạn đã làm ngành này bao lâu rồi. Thì tất nhiên cũng có những cái người ta nói dối, nhưng nói thật là khi mà mình làm việc họ nói dối thật biết ngay mà. Bởi vì là nếu em mà nói dối chị là em đã từng làm LOB rồi mà đến làm việc với chị mà chị hỏi em chả biết câu gì, thì chị biết ngay là một là mới, hai chưa đơn hàng nào, vì người nào đã thành công một đơn thôi người ta đã khác rồi. Tất cả những cái người mà người ta thành công ấy mà người ta đều có cái khác, đấy là người ta nhìn người khác người ta biết, nhất là cái nghề của người ta, người ta đoán được là cái tỷ lệ là mình nói thật hay nói dối với cái nghề, vì người ta kinh nghiệm. Còn đã từng vào đơn hàng rồi thì chắc chắn họ sẽ biết những kiến thức cơ bản. Thế nên là khi kinh doanh ấy, quan trọng nhất là uy tín và sự thật thà. Cái sự thất bại sớm muộn và đây là cái key. Chính vì vậy ví dụ như em đấy, em nói là em không biết nên nhờ chị, nó là ok thì người ta lại chia sẻ, lại cảm thấy rất là thoải mái. Nhưng tự nhiên không biết lại nói là biết, đến làm việc thì nó rất là buồn cười. Cả nhân viên của chị cũng vậy thôi. Cái người đi phải là người quyết định được, và cái thứ hai là người đi phải là người biết nghề một tí. Thế cầm mẫu về để làm cái gì đâu, nếu chả hiểu cái gì biết cầm cái gì, đúng không? Thế nên là nếu mà ví dụ như là các bạn mà cho nhân viên của mình đi thì phải cho người có quyền quyết định, người có nghề, người ta đến người ta còn hiểu được, có đúng không em? Còn nếu như mà mình mà không có nghề mà mình cứ làm thì làm sao mà mình thành công được? Đó, nó rủi ro xảy ra rất là cao. Có rất là nhiều người còn làm theo kiểu may rủi nữa, tức là cứ làm đi. Chính vì thế nếu như mình có một người thầy, một người chỉ đường, thì trên cường đời bao giờ chị cũng dạy mọi người. Kể cả ngày xưa chị, bất kể ai làm nghề gì, chị đều nói bất kể nghề gì các bạn phải có một người thầy. Như bạn đến một thành phố có bản đồ ấy, đấy, chị nhấn mạnh thế để, thì cũng y như là nghề của mình thế thôi. Em phải có một người định hướng, một người cho em nhìn thấy cái bản đồ của kinh doanh, một cái nghề của mình kinh doanh có những cái mảng nào. Chị sẽ có một buổi chia sẻ làm sao mà mọi người biết được trong kinh doanh thì có những cái mảng nào và mình thì phù hợp ở cái mảng nào. Mảng bán buôn, bán lẻ, online, offline, LOB hay là cái gì? Phần này còn phân khúc rẻ, đắt, hàng chợ, vừa phải, cùng showroom vẫn có rất nhiều. Làm to, làm nhỏ, làm kỹ, làm gì, nhưng mà tóm lại làm gì thì làm. Cứ báo muốn có tiền thì báo, theo hai nguyên tắc anh chị vừa nói với em đấy.
số lượng nhiều thì giá rẻ, giá rẻ thì phải số lượng nhiều. Còn nếu số lượng ít bắt buộc phải giá cao, không có thôi bye bye, làm cái khác, không làm nghề kinh doanh thời trang nữa thôi. Còn ví dụ như chị bây giờ ấy, là chị phải có một cái nguồn thu nhập tài chính chắc chắn, đấy là về cái kinh doanh thời trang. Đến lúc em đặt LOB thì đấy đúng ý lại là chính. Nhưng mà quan trọng là nếu mà muốn là mình làm được cái mà mình yêu thích ấy, là đi chia sẻ ấy, thì là cái chính của mình phải tốt. Chị đang muốn nói thế để các em hiểu là nếu như trong trường hợp mà em muốn làm thêm một cái sản phẩm gì đó thì cũng giống như cái chị vừa chia sẻ của chị đấy, cái gì đó em phải chắc rồi, đúng rồi, phải kiếm được tiền nữa rồi, kiếm tiền từ đúng rồi, chứ không phải cứ cái này mỗi thứ một tí, nó giống như kiểu nó rất là mờ nhạt. Khi mà mình làm cái gì độ sâu ấy, ok rồi thì mình hãng chuyển. Thì cũng giống như công việc của chị, nếu mà bây giờ chị mong muốn là chị giảng dạy thì chị phải làm một việc, đấy là cái nghề của tốt, chị phải ổn định đã. Nên là tất nhiên là vẫn sẽ chia sẻ mọi người trong giai đoạn đầu, nhưng mà nếu mà để mà đi sâu hơn, để còn đi cả các nhà xưởng rồi mình học cái nọ học kia, học còn nhiều lắm. Em còn phải đi học xưởng, em phải đến cái xưởng in, em phải đến cái xưởng thẻ bài, các em phải đến để các xưởng in khác nhau, rồi trong hình in người ta lại chia sẻ cho mình biết. Đến đấy chúng ta sẽ có một team, đến đó chúng ta lại quay video như thế này. Vì cái quan trọng nhất ở đây là cái câu chuyện những người người ta học được cái gì khi cái câu chuyện mình chia sẻ. Chị đang rất là hướng đến cái đó, rất là mong muốn là làm được cái đó sớm. Bởi vì đầu tiên có thể là một người, hai người, giống như chị nói với em đấy. Tại sao đầu tiên là chỉ cần có một bọn em, hai bọn em chị vẫn hướng dẫn, nhưng rồi sẽ có năm các em, rồi sẽ có 500 các em, rồi sẽ có 5.000 các em. Nghĩa có một thì mới có 5.000. Thì rất là mong muốn các bạn trẻ khởi nghiệp cũng thế, đầu tiên mình có một khách hàng. Đấy chị bây giờ đấy. Thế tại sao bây giờ chị đang là làm bên này ổn, mất rất là nhiều thời gian nếu mà đi hướng dẫn các em. Nếu để nói là ví dụ như để kiếm được khoảng độ 50 triệu một đơn hàng, chả phải làm gì mấy đâu, nhanh lắm. Bởi vì là có đội ngũ nhân viên rồi. Nhưng muốn làm được như thế thì cái gốc của mình nó phải, thì em mới xây dựng cái tiếp theo được. Thì cũng giống như em ấy, là chị phải chia sẻ như thế này. Thời gian đầu tiên là phải tập trung vào một thứ thôi. Thế nên là tập trung vào cái đối tượng phân khúc khách hàng một cách rõ ràng thì nó sẽ tốt hơn. Thế nên em nhớ cho chị là em phải tập trung vào đối tượng khách hàng của mình. Làm sao cho đối tượng khách hàng của mình nó phải rõ nét hơn thì lúc đó mới ok được. Em đã biết cách vẽ chân dung khách hàng chưa? Về hình tròn, hình vuông chưa? Có biết vẽ chân dung khách hàng không? Về cái nỗi đau khách hàng ấy. Nỗi đau khách hàng. Có vẽ bao giờ chưa? Còn chân dung khách hàng bây giờ ấy là phải vẽ được nỗi đau của họ. Chị sẽ có lại phải một cái video chia sẻ để mọi người hiểu về cái đó. Cách làm ấy, nó thật có quay video không để làm theo cũng là khó. Nhưng mà sẽ quay để nói tổng thể trước, sau đó các em hiểu tổng thể xong chị sẽ đi vào chi tiết thì sẽ dễ hiểu hơn. Vẽ về nỗi đau khách hàng. Còn nỗi đau khách hàng của em quốc tế là gì? Chị đọc vài ví dụ cho em hiểu nhá. Họ không biết được là cái người ở bên này Như thế nào, có tin tưởng được không? Chuyển tiền xong có tin tưởng được không? Có đảm bảo chất lượng và tiến độ cho họ không? Đúng rồi. Đây là nỗi đau của họ. Giá có đặt target của mình thì mình có thể vào được không? Đấy. Chất lượng có đúng như mẫu không? Có đa dạng mẫu mã chất liệu không? Đấy là những cái mà người ta sẽ mong muốn. Và khi làm việc với mình có giữ chữ tín với họ không? Mình có đàng hoàng không? Họ lo lắng. Chị mà ngồi nói nỗi đau của các em á, đúng luôn. Chị ngồi chị nghĩ thì chị nói chưa được nhiều. Chị sẽ vẽ được rất nhiều. Và nhớ cái key của chị là tất cả mọi thứ phải viết. Và chị sẽ cố gắng là buổi, nếu mà được làm kịp, còn nếu không tuần này có sắp xếp một buổi, chị sẽ vẽ một cái nỗi đau khách hàng cơ bản trước. Sau đó các em xem. Chưa xem mà dạy ngay ấy, thì lúc đó lại mất một buổi nữa để phải dạy lại lần nữa. Vì các em phải ngồi vẽ, các em phải vẽ sai được. Nhưng mà ít nhất là đã làm. Vì lúc đó chị nói lại thì các em mới hiểu à tại sao sai. Giống như đợt vừa rồi em làm may mặc ấy, thì giờ chị nói em mới à o o là vì thế. Nhưng em chưa từng nghĩ đến cái việc vẽ trợ hồ sơ khách hàng. Hôm chị nói thì lại mông lung, thì cắt kéo phải có 2 buổi. Không vẽ được ngay. Chân dung khách hàng ngày xưa thì là ví dụ như chị vẽ khách hàng gia công đi, của chị đi, người ta sợ chất lượng, sợ tiến độ, sợ cái người chủ không hợp tác, đúng chưa? Thay đổi sản phẩm và chất liệu. Nói một đằng làm lèo, đổi mất sản phẩm, là lúc chào mẫu một kiểu, lúc chuyển hàng lại hàng khác. Tất nhiên là đối với sản phẩm giá cao thì họ lại có một đơn vị thứ ba để đến kiểm hàng, có thể là Intertech, cũng có thể là một đơn vị thứ ba nào đó. Nhưng nếu mà những sản phẩm giá vừa, họ không có người kiểm soát được 100%, họ chỉ có thể kiểm được khoảng 30%. Thế 70% còn lại mà chất lượng có vấn đề thì họ làm nào? Đấy là điều họ lo lắng. Thế nỗi đau của họ nữa là gì? Khi vận chuyển ra đến cảng, các em chuyển, người ta chuyển hàng, người ta chuyển tiền, liệu cái hàng hóa đi nó có an toàn không?
các em làm giấy tờ thứ như nào. Đấy, nó rất là nhiều nỗi đau. Và những cái nỗi đau của họ em phải giải quyết được. Họ lo lắng cái đấy, em làm nào để em giải quyết lo lắng cái đấy của họ? Làm thế nào? Ví dụ giải quyết lo lắng của họ, em có thể làm một cách là thế này. Khi sản xuất quần áo cho họ, em sẽ liên tục quay video cho họ. Và sau này chị sẽ dạy các em cách quay video. Chị lại dạy thêm một cái nữa là cái cách mà để các em trước khi quay video phải nghĩ trong đầu là gì? Cái video này mình tạo ra được cái giá trị gì cho khách hàng hay không? Em chỉ cần trả lời câu hỏi đó, em nói như băng, được chưa? Nhớ câu hỏi nói đi chưa? Về ghi lại trên điện thoại, luôn luôn viết thẳng lên trên fanpage, ghim bài đấy lại, tạo ra giá trị gì cho khách hàng. Giá trị càng lớn, thu tiền càng cao. Cứ nhớ thế. Giờ giá trị chưa nhiều, thu tiền thấp. Giá trị càng cao, thu càng cao. Mình phải xây dựng cho mình càng ngày càng nhiều giá trị thì nuôi em sẽ thu được nhiều tiền. Bây giờ chị mà phân tích em xong, chị nói thẳng em, chị lấy 50 triệu của em có đóng không? Lấy 100 triệu có người học không? Chắc chắn vẫn có. Nhưng mà chẳng qua bọn em mới khởi nghiệp, chị không nỡ thôi. Đấy, đương nhiên phải kể cả 100-200 triệu có người học. Vì chị nói thật em nhé, các em đi ra công một sai một mã sản phẩm, mất luôn cả vài trăm triệu đến tỷ. Học chị phát là không bao giờ chị cam kết luôn, chị dẫn chỉ đường dẫn lối luôn. Nhưng mà quan trọng là các em mới, chẳng ai làm thế. Khi sau này thành công rồi, tính tiếp. Nên một cái bước đỉnh cao hơn về đi sâu hơn ấy. Sau này bọn em còn phải học nhiều lắm, còn nhiều kỹ năng cần phải học. Ví dụ như cái kỹ năng làm sao mà lúc mà em có tiền rồi mà các em phải biết đầu tư. Các em có tiền rồi mà cái cuộc sống hạnh phúc. Và cái thành công đây phải là sự thành công trọn vẹn. Cái đấy là cái cuối cùng của cái vấn đề mình cần giải quyết. Còn cái này em mới chỉ là bắt đầu thôi, chưa có cái gì cả. Và nỗi đau của khách hàng là đấy, về vẽ ra. Thì sau này em cũng vậy, em sẽ thấy là cái nỗi đau khách hàng của mình là như thế này, như kia. Người ta lo lắng cái gì đấy, ví dụ nhá. Lo lắng là, ví dụ em không nghĩ ra được, nghĩ ra nỗi đau nhưng chẳng nghĩ ra cách giải quyết, hỏi chị, chỉ cho. Ví dụ nỗi đau của khách hàng của em là lo lắng không biết chất lượng em làm nào, quay video. Thì lúc đó em sẽ giới thiệu cho người biết. Sau này tất cả những công cụ đó em cần chị sẽ hỗ trợ, nhưng nó là một cái đoạn xa hơn. Sau đó em sẽ giới thiệu cho người ta thấy là đây tôi đang sản xuất đây. Chất lượng sản phẩm tôi quay cho các bạn yên tâm nhé. Tôi quay cho từng chi tiết đây. Thế chị hỏi em quay cho thế họ có yên tâm không? Người ta yên tâm thì cứ hàng ra đến cảng cái là quay video trực tiếp, live stream, gửi video cho người ta thường xuyên. Đúng, video cộng quay. Thế lúc người ta yên tâm với em rồi, người ta sẽ xuống các đơn hàng tiếp theo. Khi người ta nhận được hàng, em có nghĩ tới ok không? Đó, thì bây giờ chị muốn là một điều là em xác định phân khúc xong, vẽ cho chị cái nỗi đau khách hàng. Những cái rất là đơn giản đấy, chị nói này để em phân tích được. Tìm cách giải quyết vấn đề. Đúng, tức là em phải có một cột ghi nỗi đau, một cột phương án giải quyết. Thì sau này em sẽ phân tích khách hàng của mình là gì, họ ở đâu, phân khúc như thế nào mình đang hướng đến, nỗi đau của họ là gì, càng chi tiết bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Sau đó mình lại phải đặt câu hỏi là tìm họ như thế nào, làm sao để mình có thể tìm được họ. Thì đấy, bằng những cái khai thác, em cứ khai thác triệt để của chỗ anh Việt trước, tìm khách hàng và khai thác triệt để xong, em phải trao đổi với họ thường xuyên. Có những đơn hàng rất là dài thì bằng cách là em phải chat với họ thường xuyên, send message thường xuyên với họ để trao đổi với họ những cái thông tin. Đôi khi là mình có thể trao đổi về cả cuộc sống luôn, thì thi thoảng mình có thể nhắn tin với họ, tí chụp lại mấy cái ảnh chị chụp cho đấy, đi nhà xưởng xin người ta chụp cho vài kiểu. Nhưng bây giờ em chưa có kinh nghiệm đấy, như cái phương án chị nói đấy, có thể kết hợp cùng chị để đầu tiên là dạy luôn chi tiết. Thế nếu mà em giải quyết nỗi đau cho khách hàng của em mà được như vậy thì theo em là người ta có đi theo em không? Thì khách hàng sẽ yên tâm. Thì khách hàng sẽ như nào? Yên tâm hơn. Đúng, sẽ yên tâm hơn. Thì đó là những cái mà chị muốn chia sẻ với Tùng. Loan muốn chia sẻ với mọi người, đặc biệt là những cái bạn đang khởi nghiệp về kinh doanh thời trang, hoặc mình chưa có kiến thức sâu. Đối với hôm nay chia sẻ đối với Tùng có thể là kiến thức về ngành sản xuất, nhưng đối với kể cả thương mại nó cũng vậy thôi các bạn ạ. Nó cũng không khác gì cả. Để mình có thể hiểu nó cần như thế nào và cái sự cần của nó quan trọng như thế nào. Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo, bởi vì Loan với cả bạn Tùng sẽ còn nhiều video nữa, và cũng như Loan sẽ chia sẻ nhiều hơn về kiến thức thời trang. Và các bạn có bất kể câu hỏi gì hãy inbox, hoặc các bạn có thể là comment luôn bên dưới để Loan có thể chia sẻ cho các bạn được tất cả những câu hỏi các bạn về kinh doanh thời trang, khởi nghiệp kinh doanh thời trang của bạn. Là các bạn mong muốn cái điều gì, mong muốn như thế nào, thì các bạn cần phải hiểu. Thì khi các bạn hiểu thì cái việc các bạn làm thuận hơn rất là nhiều. Đấy là những điều mà các bạn mong muốn. Và nếu các bạn mà thấy cái video của mình hay thì xin các bạn cho xin một like để YouTube có thể phân phối. Ngoài đăng ký ra thì còn like. Thì bạn khi mà các bạn like ở đó thì YouTube sẽ phân phối cái video của mình được nhiều hơn và nhiều người biết hơn. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.